Chào các anh em đang xem uh, miền Tây Solar ha uh, nay là chiều ngày thứ ba Ngày 16 tháng 8 2022 nè uh, Mình lại tiếp tục uh, làm việc ha Ngày nay do Ở bên uh, quyện quỹ uh, tổ chức Học chính trị em Cho nên cả ngày nay mình uh, Không có gói hàng cho anh em được Giờ mới bắt đầu uh, về uh, thử hàng và gói hàng Thì hồi trưa mình cũng tranh thủ về Mình thử uh, con MBPT đó Để gửi cho anh anh Tùng Anh Tùng hay là anh Hùng Hình như là anh Tùng anh Tùng ở Hậu Giang ha, Hậu Giang. Thì à, mình thử mình cho nó chạy mấy tiếng hồ rồi, ok rồi. Nói chung là nó chạy ngon lành. Giờ mình gửi cho anh anh Tùng ha, ở Hậu Giang. Còn à, bây giờ cái con này mới nữa là mình sẽ gửi cho anh Thành. Anh Thành ở à, ở Phú Quốc Kiên Giang nha anh em. Anh Thành ở Phú Quốc thì hai con này y nhau à. Và mình nhắc lại là mình đang bán con MVPT của anh Mạnh Quân nha. Mạnh Quân ở miền Bắc anh em. Con này là con 50MB nha mọi người. Rất là nặng. Nó à, rất là chất lượng vô cùng luôn á cấu hình của nó y gan như là cái con MPPT um, thần thánh um, 1.950 anh em, cấu hình y gan luôn. Mà con kia 45 be còn con này thì 50A. À, nặng hơn nhiều. À, có cái vỏ thì nó hơi xấu xấu vậy đó. Tại vì mấy ảnh uh, gia công cái vỏ này hơi dở thôi chứ uh, trong ruột thì mình đã kiểm chứng rồi rất là ok luôn. Thì cái con này rất là đơn giản mọi người. Điện mặt trời nè, điện mặt trời ở đây mình có 6 tấm pin poly. À, 120V à, 600W ha, mình cho vô đây, nóng đây, à, lạnh ở đây còn ở đây là ác quy ha nóng bên đây lạnh bên đây nóng bên đây lại bên đây ha ảnh cẩn thận là làm hai cái lạnh kế bên nhau này nè để chống bị chập cháy à, cổng domino vô hai mọi người à, rồi hết rồi cổng giao tiếp chỉ có vậy thôi bên hông của nó là có quạt tản nhiệt nha em quạt cảm ứng nhiệt nha có nghĩa là nó gặp khi nóng á, thì nó sẽ quay còn nó không nóng thì nó không quay đó thì à, hồi trưa mình quay cái video của cái cái mbt này xong á có anh vô trong youtube của mình nhắn là cái hệ độc lập đó là mình ráp đó, là mình quay chưa có kỹ cho nên mấy anh coi chưa có hiểu lắm thì bây giờ thôi mình nói lại lần nữa cho mấy anh hiểu ha thì à, ở trên đó, là chúng ta sẽ mắc nối tiếp các tấm pin mắc nối tiếp ha ta xuống đây xuống đây ha rồi chúng ta vô đây à, vô MPPT ha MPPT nó sẽ cung cấp điện nó sạc cho à, cho ác quy nè sạc cho ác quy ở đây mình đấu à, nó có dướng vô cái um, cái kích một chút xíu nhưng mà có thể đi thẳng số quy ha ác quy đang hệ 12 nha đấy rồi à, ở đây chúng ta lấy kích chúng ta kéo vô đây và kích ra 220 đó chỉ đơn giản vậy thôi mọi người và ở đây mình à, sử dụng à, hệ 12 à, anh em có thể lắp hệ 12 à, 600W pin hoặc là hôm bữa giờ mình cũng thấy hệ 12 mấy anh anh lắp 2 kW pin vẫn ok nha ở à, nói chung là người ta khuyến khích là hệ 12 nên lắp 600W pin hệ 24 á, là lắp um, uh, kg 2 còn hệ 36 lắp kg 6 còn hệ 48 lắp 22 kg 2 đó thì cái đó là khuyến khích thôi chứ còn hôm nay mình thấy mấy anh kia anh lắp hệ 12 ảnh vẫn lắp cỡ 2 kW pin và nó vẫn chạy cũng không có sao cũng bình thường ha Nói chung là mấy anh em nghe cái khuyến khích của nhà sản xuất thì nó sẽ an toàn hơn cho quy của chúng ta nó không có bị ác quy không có bị cái dòng quá cao ha thì ở đây mình nhắc lại về con này chưa có nghe lập tức có anh kia anh nhắn anh hỏi mình cách cài đặt mình nhắn lên cho anh em thấy ha đây cái dòng chữ nó màu đỏ đó, ở dòng chữ nó màu 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 đen và cái nền màu vàng thấy không nó hơi mờ mọi người thông cảm nha rồi, cài nè đang sạc vô nè cài đầu sạc nè sạc là 14,4V và dòng sạc là 20 mươi dòng sạc này anh em có thể thay đổi lên tới 45 mươi nha mình bình của mình nhỏ lắm cho nên mình uh, cho nó 20 mươi được rồi ha anh em có cái bình 50 mươi thì anh em cho nó sạc 20 mươi thôi 100 a thì cho nó sạc 50 mươi thôi ha đó để sạc nửa c thôi em để bảo vệ quy rồi chỉnh sai số gì đó kệ đi thời gian hiển thị lcd một phút khôi phục mặc định không rồi lưu cài đặt ha đây mình nhà nghiên cứu thì cái đồng hồ này nó có sáu thông số thông số thứ nhất là cái vôn của tấm pin nè vôn của tấm pin xuống sáu tấm đúng là 120 trăm nhưng mà giờ chiều tối là bị tụt áp còn chín mấy vôn nè dòng xuống là không hai ở dưới là ác quy đang là 13,1 ba một dòng sạc cho quy là một ba và cái um, watt đang sạc công suất đang sạc cho quy là 18 w và cái um, Công con biến tầng uh, cái phép đang là 35 độ ha 35 độ 35 độ thì quạt chưa quay đâu em nó lên 38 39 độ mới quay đó đồ hồ hiển thị rất là rõ ràng nha nè đồng hồ rất là rõ nha mọi người thấy không em thấy nó 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 là một cái màn hình rất là rõ ha? và anh uh, mạnh quân ảnh đã việc quá cái đồng hồ luôn rồi có nghĩa là uh, tiếng việt nha nè bấm nè. chế độ cài đặt nè cài đặt đầu ra nè À, cài đặt áp sạc nè cài đặt dòng sạc nè tiếng việt nha đó con này nặng một ký tám nha nè ở trong ruột của nó có hình rất là ok rất là cao cho nên nó tới một ký tám ha thì con này là một triệu ba chín ngàn thì à, hôm bữa con mbt thần thánh 45 mươi mọi người cái con nó là triệu chín một triệu chín năm chục ngàn phải không còn bây giờ con này em anh mạnh quân anh bán có một triệu ba chín ngàn thôi đó, anh kêu mình bán với giá đó ha và ảnh chi quy hồng cho mình một triệu ba chín chục ngàn thì theo mình thiết nghĩ nếu mà con mbpt bằng triệu ba chín chục ngàn á thì chúng ta đừng có đừng có mua cái con bbkm xài chi anh em thấy nhiều anh em xài bbkm mà, mà giá bảy tám trăm ngàn vậy thì ta ráng một chút nữa ta mua con này xài nha à, con này nó ăn đứt con bbkm về mọi khía cạnh luôn mọi khía cạnh luôn đặc biệt nó rất là là là, là, lợi hại ở cái chỗ là 12 cũng được hệ 24 hệ 36 hệ 48 nó đều chạy hết đó nó tự động hệ nào nó cũng nhận nó chạy hết ha đó, còn kích này của mình thì mình anh em biết rồi, kích ký 6 của Trung Quốc. Giá chỉ có 900k thôi. Và anh em xài tất cả những cái thiết bị trong gia đình bằng con kích này ok. Đó thì bây giờ mình mới sử dụng một cái đèn không nè. Ở đây mình có kẹp cái đồng hồ 6 thông số đầu ra nha. Đồng hồ 6 thông số nè anh em. Đồng hồ 6 thông số nè. Và mình có kẹp, có có kẹp cái, cái 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 cái, cái, đó kêu bằng cái gì ta? Nói bằng cái CT thì không phải. Đó, cái kẹp dòng à kẹp dòng đầu ra ha và bây giờ nó báo là đang là cái tải của mình chỉ có một bóng đèn thôi một bóng đèn thôi là 22, phẩy mấy watt nè anh em thấy sáu thông số lần này ha sáu thông số nè điện ra là 229 trăm và đang ăn là 22, phẩy mấy watt nè dòng ra là 0,18 phẩy mười tám ba phi là 0,54 phẩy năm phi này sao thấp vậy ta ha cốt phi này sao nó, nó, ra thấp vậy ha cốt phi thường lớn lắm mà sao này nó không phải năm vậy à, không biết bình sắp hết hay sao á không sao không sao kệ đó đó thì bây giờ mình um, nó đã chạy ổn định hết rồi con này thì như anh em thấy nó đang sạc rất là ok ha nè Đấy. thì con này gửi cho anh Thành ở Phú Quốc Kiên Giang nha Cảm ơn các anh em đã ủng hộ rất là nhiều có 1 triệu 390 ngàn anh em nếu mà con này rẻ vậy thì anh em xài BBKM chi mọi người ha BBKM nếu mà đã xài thì chúng ta xài con trăm hai trăm còn mấy con BBKM nó bán thị trường mà nó có ra giá bảy tám trăm thì anh em mua cái này xài cho rồi ha À, con này rất là, là là, tiện ích và hiển nhiên là sạc MBPT là phải ăn đứt sạc BBKM rồi anh em. Đó, à, nó lợi hại hơn BBKM. Ở chỗ nào thì anh em có thể gọi cho YouTube so sánh giữa MBPT và BBKM ha. Đó, à, nó sẽ sạc nhỏ giọt, nó bảo vệ ắc quy rồi nó à, cung cấp cho ông ta một cái điện áp cao ha. Ờ mình nhắc lại con này anh em có thể Cấm cái điện áp đầu vào cao nhất là 220V nha. 220V BV nha anh em. À, anh Quân anh nói với mình vậy đó ha. 220V con này rất là cao không bởi vậy anh em gắm cái tấm pin bự thoải mái còn con bvkm tới đâu có thể nào gắn tấm pin bự được cái pin bự vô nó đâu có đúng với cái vô nó quá vô phải không đã bvkm thì hệ 12 chỉ có thể đưa vô 20 v hệ 24 đưa vô 40 v hệ 48 đưa vô tầm khoảng uh, uh, 7 80 v gì đó thì xài cho hệ 48 nhưng mà bvkm đâu có hệ 48 chỉ có 12 với 24 à thấy không đó thì nó rất là hạn chế so với MPPT đấy công nghệ nó cao hơn nhiều nha à, ở chế độ đầu ra này anh em cài đặt đầu ra nè nó có ba sự lựa chọn cho mình nha là anh em có thể lựa chọn ác quy nè anh em có thể lựa chọn là pin lithium nè chúng ta có thể lựa chọn là inverter nè đó mấy cái này hả này mình quên giới thiệu nó có ba sự lựa chọn ác quy cũng được nè pin lithium nè hoặc là inverter nè ha, inverter là cái gì mọi người ha, inverter là cái gì ah, <laughs> inverter là những bộ pin đó em bộ pin đó rồi tiếp theo nè Cài đặt áp sạc anh em có thể thay đổi nè. Nhưng mà hệ 12 thì 14,4V là chuẩn rồi. Đó, cài đặt dòng sạc có thể thay đổi nè, 19 a nè, 18 a nè, 17 a nè thấy không? Anh em thay đổi thoải mái, thay đổi vô tư nha. Đó, nghĩa là ở đây chỉnh sai số V thì không cần thiết đâu. Thời gian hiển thị LCD thời gian hiển thị cái 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 mạch mà màn mà mà hình màu vàng này anh em là một phút. Anh em có thể chỉnh lên, thấy không? Chỉnh lên 3 phút, 5 phút gì đó. Không tắt luôn, chỉnh không tắt luôn được nghĩa là màn hình này cháy hoài luôn ha màn hình này nó sáng hoài luôn nó không tắt luôn cũng được nữa ha nhưng mà đây thôi mình chỉnh một phút thôi một phút thôi đấy 30 giây cũng được nè mọi người 30 giây cũng được nè thôi lên một phút đi ha đó về nhà anh em nghiên cứu mấy cái này nha này anh mạnh quân ảnh có giới thiệu ở trên kênh của ảnh rồi đó cũng rất là, là là, là ok ha ảnh cái này là ảnh và cái đội thợ của ảnh nghiên cứu và ráp đó nè anh em đam mê cứ liên hệ mình đó đó là sơ lược về cái hệ uh, độc lập mà mình uh, làm nhỏ thôi anh uh, em chỉ cần vài tấm pin 100 trăm quá thôi ha xuống cái con bbt sạc ha thì ta xài bbt thì những cái tấm pin này chúng ta mắc nối tiếp thoải mái, không có song song gì hết Họ Không có cần phải tốn rắc song song gì cho tại vì bbt mà. Nói tiếp tấm pin thoải mái cái điện áp BV nó lên tới 220 nè. Đó đó là qua con kích xuống ác quy, Vậy là ta được một cái hệ xài phủ phê. Ở đây mình đang xài một cái bóng đèn cho nên nó ăn 22W. Bây giờ mình chơi cái quạt. Quạt hơi nước nè. Cái quạt này nhưng mà mình xài với cái mức số 3 luôn, cái mức lớn nhất luôn. Mức lớn nhất luôn. Anh em nghe cái quạt. Ồ không, quạt cực kỳ mát luôn nè quạt rung rinh luôn á. Đấy hoặc mức số 3 luôn nha. Đó thì anh em thấy giờ cái đồng hồ nó ăn nhiêu. Nó ăn 124V nè, anh em thấy không? 124V và cos phi bây giờ là 0.98 nè. Anh em thấy không? 124V nè. À sorry. Trời à ơi nói lộn. Nó đang ăn là 124W, một cái quạt với một cái đèn ăn cho 24W. Rồi, có phi là 0.98 nè. Cái dòng nó đang ăn là 0.55A nè. 230V chuẩn nè, đầu ra 230V nè. Anh thấy em thấy con kích của mình nó chuẩn ghê không? con kích Trung Quốc rất là chuẩn nha đó anh em chơi đồ Trung Quốc chứ không phải đâu 900 ngàn mà ta có con kích này xài rất là ngon xin chuẩn đàng hoàng nha quả ra cái vô rất là chuẩn 230V nè đó còn đồng hồ này hôm này nó chạy được 60,84 kg 50 hz ha đó đó thì hàng của mình nó nó như vậy mọi người đó anh em xài cứ liên hệ mình nha đó, mình tắt cái quạt này đó thì cái này nó xuống liền ha đồng hồ xuống liền Đấy, anh em cái hệ này anh em có thể gắn 5 7 quạt vô thoải mái tại vì cái con kích này nó chạy nó chạy được hơn 1 kg mà cái quạt này có nhiều có 100 quá thôi. Đấy. cho nên người ta gắn xài thoải mái. Anh em thêm một cái hệ ha, đâu có đáng nhiều tiền đâu có vài triệu bạc thôi. Chúng ta có điện xài thoải mái luôn nha. Đó, bây giờ bắt quạt nó lại nè cho nó chạy hết tốc lực của hệ cho coi cho nó đã. Đấy. Đó, thấy không? Xài ưu tư nha. Rồi anh em nào đam mê những cái MPPT này thì liên hệ mình nha. 076 687 4311 nha anh em. Rồi mình xin chào anh em ha. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau ha.